Tủ thuốc gia đình xin kính chào quý cô chú anh chị. Hôm nay tủ thuốc gia đình xin tiếp tục chia sẻ đến quý cô chú cùng anh chị một sản phẩm tiếp theo, đó là sản phẩm Bibrofarm 20mg. Đầu tiên ta tìm hiểu về thành phần của thuốc. Thành phần của thuốc: ổi viên nang Bibrofarm 20mg, chứa Birocicam 20mg, tá dược vừa đủ 1 viên. Chỉ định điều trị của thuốc. Chỉ định điều trị của thuốc: thuốc Birofarm 20mg được dùng trong một số bệnh đòi hỏi chống viêm hoặc giảm đau như viêm khớp dạng thấp và viêm xương khớp, thoái hóa khớp, viêm cột sống dính khớp, bệnh cơ xương cấp và chấn thương trong thể thao, thông kinh và đau sau phẫu thuật, bệnh gút cấp, chân dân. Cách dùng và liều dùng của thuốc. Cách dùng và liều dùng của thuốc: người lớn uống 1 viên trên lần, ngày 1 lần. Đối với điều trị bệnh gút cấp, 2 viên trên ngày, điều trị trong 5 đến 7 ngày. Trẻ em, thuốc không nên dùng cho trẻ em. Tuy vậy, Birocicam cũng có thể dùng cho trẻ em từ 6 tuổi trở lên khi bị viêm khớp dạng thấp. Liều uống thông thường 5mg trên ngày cho trẻ cân nặng 15kg, 10mg trên ngày cho trẻ cân nặng từ 16 đến 25kg, 15mg trên ngày cho trẻ cân nặng từ 26 đến 45kg và 20mg trên ngày cho trẻ cân nặng từ 46kg trở lên. Chống chỉ định của thuốc. Chống chỉ định của thuốc: người bệnh quá mẫn với Birocicam, người bệnh loét dạ dày, loét hành tá tràng cấp, người bệnh có tiền sử co thắt phế quản, hen polyp mũi, vù Winke hoặc mài đay do aspirin hoặc một số thuốc chống viêm không steroid khác gây ra, người bệnh bị xơ gan, suy tim nặng, người có nhiều nguy cơ chảy máu, người suy thận với mức lọ lọc cầu thận dưới 30ml trên phút. Tác dụng phụ của thuốc. Tác dụng phụ của thuốc: thường gặp viêm miệng, chán ăn, đau vùng thượng vị, buồn nôn, táo bón, đau bụng, ỉa chảy, khó tiêu, giảm huyết cầu, gây thiếu máu, giảm bạch cầu, tăng bạch cầu ưa eosin, ngứa, phát ban, hoa mắt, chóng mặt, buồn ngủ, tăng ure huyết và retinin huyết, nhức đầu, khó chịu, ù tai, phù, vân vân. Ít gặp chức năng gan bất thường, vàng da, viêm gan, chảy máu đường tiêu hóa, thủng và loét, khô miệng, vân vân. Giảm tiểu cầu, chấm xuất huyết, bầm tím, suy tủy, ra mồ hôi, ban đỏ, hội chứng Tavenjensen, trầm cảm, mất ngủ, bồn chồn, kích thích, đái ra máu, viêm thận kẽ, hội chứng thận hư, sốt, triệu chứng giống bệnh cúm, sưng mắt, nhìn mờ, mắt bị kích thích, tăng huyết áp, suy tim sung huyết nặng lên. Hiếm gặp viêm tụy, tiêu móng, rụng tóc, bồn chồn, ngồi không yên, ảo giác, thay đổi tính khí, lú lẫn, dị cảm, đái khó, yếu mệt, mất tạm thời thính lực, thiếu máu, tán máu, vân vân. Thận trọng khi sử dụng thuốc. Những thận trọng khi sử dụng thuốc này. Những đối tượng sau đây cần thận trọng khi sử dụng thuốc này: người cao tuổi, rối loạn chảy máu, bệnh tim mạch, có tiền sử loét dạ dày, tá tràng, suy gan, suy thận, người đang dùng thuốc lợi niệu, vân vân. Người mang thai, Birocicam còn ức chế chuyển dạ đẻ, kéo dài thời gian mang thai và độc tính đối với đường tiêu hóa ở người mang thai. Không dùng thuốc Birocicam cho người mang thai 3 tháng cuối thai kỳ hoặc gần lúc chuyển dạ, vân vân.
đối với người cho con bú piroxicam bài tiết vào sữa mẹ, vì thế không dùng thuốc trong thời kỳ cho con bú vì chưa xác định độ an toàn của thuốc khi dùng cho mẹ trong thời kỳ cho con bú. Đối với người lái xe và vận hành máy móc, thuốc có tác dụng không mong muốn như chóng mặt, buồn ngủ, mệt mỏi và rối loạn thị giác có thể xảy ra sau khi sử dụng thuốc. Nếu bị ảnh hưởng, bệnh nhân không nên sử dụng thuốc trong lúc lái xe hoặc vận hành máy móc. Lưu ý cần thiết. Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi sử dụng sản phẩm này. Xin chân thành cảm ơn.